Xin chào anh chị, em là Quyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây là có một căn nhà vườn biệt thự kiểu châu Âu đang bán. Quyền Trang quay cho anh chị mình xem nha. Nhà của mình là sẽ nằm trên mặt tiền lộ nhựa, xe ô tô 16 chỗ vô tới và đường này là đường thông ha anh chị. Thì đây là căn nhà mà hôm nay Quyền Trang giới thiệu cho anh chị mình nè. Nhà của mình sẽ có tổng diện tích là 1.050 m², bề ngang là 18 m², chiều dài là 57 và có khoảng 170 m² thổ cư ha. Chủ nhà kêu giá là 9 tỷ. Thì nhà mình là lộ nhựa. Ở đây anh chị đi ra tí xíu là tới chợ, trường học và ủy ban rồi. Nói chung anh chị đi khoảng tầm chừng 3 phút thôi là mình sẽ tới chợ ha. Còn ở đây mà mình vô thành phố Mỹ Tho thì cũng rất là gần lắm. Tuy là thuộc về chợ gạo nhưng mà giáp ranh với thành phố Mỹ Tho ha anh chị. Thì đây, nhà là chủ bán hết luôn, tặng lại toàn bộ tất cả cho anh chị, trừ chiếc xe với trừ chủ nhà rồi vật dụng cá nhân đồ ha. Đó, thì chủ kêu giá là 9 tỷ, giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp chủ đất luôn để mà mình thương lượng cho nó dễ ha anh chị. Ở nhà thì có giấy tờ, có sổ hồng đầy đủ hết. Ở ngoài trước thì anh chủ là để làm kiển. Ở ngoài sau thì mình sẽ trồng cây ăn trái ha. Đó, nói chung là nhà tuyệt vời luôn nha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, em sẽ đi vô bên trong nhà quay cho anh chị mình xem ha. Nè, nói chung mà tuyệt vời đẹp lắm. Đây, đây là khu nhà mình sẽ xây một trệt một lầu ha. Phòng ngủ là rộng thênh thang, nội thất thì chủ nhà sẽ tặng lại, còn anh chị không thích thì chủ nhà sẽ lấy đi. Đó, về đây nghỉ dưỡng là tuyệt vời số dách luôn. Đây là khu vực nhà bếp đâu nè anh chị. Đó, ở ngoài sau là mình có một vườn cây ăn trái nữa ha. Đó, ngoài sau chủ có nuôi gà nữa, nhưng mà anh chị thích cây ăn trái gì đó thì anh chị mình có thể trồng vô thêm. Đó, ở đây là khu vực nhà bếp đâu nè. Đó, xây theo kiểu phong cách ở nước ngoài đó anh chị, nhìn rất là đẹp và sang luôn. Đây là bên này là mình có một phòng nữa nè, nhà giữ xe đâu đó. Nó có nhà xe đâu ha, rất là đẹp. Ở đây thì mình có nhà vệ sinh ở đây luôn ha. Đó, rồi bây giờ Quyền Trang sẽ dẫn anh chị mình đi lên trên ở bên kia mình có một phòng nữa kìa, để Quyền Trang dẫn anh chị mình qua nha. Thì em xin nhắc lại, tổng diện tích là khoảng 1.050 m², có thổ cư luôn, có 170 m² thổ cư. Chủ nhà kêu giá là 9 tỷ, giá cả là mình thương lượng trực tiếp với chủ nhà ha. Đấy, nội thất thì chủ nhà sẽ tặng lại cho anh chị hết. Đây nè, rất là đẹp. Vô đây là ở thôi, gần chợ, gần trường học, gần ủy ban luôn ha. Đó, cái kiến ở đây, phòng thay đồ ở đây. Đó, rồi giờ mình sẽ đi lên trên lầu nha. Đó, nhà mình sẽ thì nhà mình là hướng bắc phải không em? Nhà hướng gì vậy? Hướng bắc phải không? À, nhà nằm ở hướng bắc nha anh chị. Ở đây thì mình đi chợ trường học ủy ban thì mình đi khoảng tầm chừng 3 phút thôi. Còn mà anh chị đi chợ Bến Tranh á thì anh chị đi chắc khoảng tầm chừng 2 cây số là mình sẽ ra tới. Mình đi chắc khoảng 5 phút á. Đây là một phòng ngủ nè. Trong phòng ngủ ở đây thì có tủ quần áo ở đây luôn ha. Đó, rồi bên này là khu vực nhà tắm, nhà vệ sinh ở đây. Đó, còn đây là cái phòng ngủ nữa nè. Đấy, nhà mình thì có 3 phòng ngủ ha anh chị. Này, có tủ quần áo luôn ha. Đó, rồi ở bên này là phòng mà để anh chị làm phòng thờ rồi nè. Còn kế bên đó thì phòng karaoke, ca hát đồ. Đó, anh chị xem, mát lắm. Trời ơi, mát lẹ, mắt lạnh luôn. Này, đó, đẹp chưa? Này, ở đây thì giáp ranh với thành phố Mỹ Tho. Anh chị đi khoảng tầm chừng 4 cây số thôi là mình sẽ vô tới thành phố Mỹ Tho ha. Còn ở đây mà anh chị đi về bến xe miền Tây thì trung bình là khoảng 60 cây số. Mình chạy xe khoảng 1 tiếng rưỡi là mình về tới rồi ha anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Thì anh chị nào mà quan tâm căn nhà này thì alo cho em bên nhà đất Quyền Trang, hay em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. À, ngoài sau còn khu vườn nữa để Quyền Trang dẫn anh chị đi xem ha. Ở đây là có cầu thang mình đi lên trên nóc được luôn nha. Nhưng mà thôi bây giờ Quyền Trang sẽ tranh thủ thời gian dẫn anh chị mình đi xuống mình ngắm vườn cái nha. Đó, đó, cách chợ trường học ủy ban thì chỉ có 3 phút thôi. Chạy xe khoảng tầm chừng chưa tới 1 cây nữa là mình tới rồi. Có mấy trăm mét ha. Còn mà đi chợ Bến Tranh đó thì khoảng tầm chừng 2 cây.
Đó, anh chủ anh chị chủ nhà đang đang dọn vườn ha. Đó, rất là đẹp luôn, tường là tường bê tông cao kiên cố lên luôn nha. Đó, 1050 mét vuông, giá là 9 tỷ, giá cả là mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Đó, một vườn cây ăn trái ở ngoài sau, anh chị thích cây gì thì mình trồng vô thêm ha. Đó, rồi em chào anh chị nha, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Anh chị nào quan tâm căn nhà vườn này thì hãy alo cho Quyền Trang hay nha, em sẽ dẫn anh chị mình đi xem. Khu vườn của mình ở ngoài sau nè anh chị, có ao cá nữa nha, đủ hết luôn. Rồi, bye bye anh chị nha, cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em.